Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì chính quyền của hòn đảo Puerto Rico đã chính thức thông báo là vào mùa hè này sẽ có 283 trường học tại Puerto Rico bị buộc phải đóng cửa là bởi vì số học sinh ghi danh cho niên khóa 2018-2019 đã giảm mạnh. Được biết là kể từ tháng 5 thì các trường học đã mất đi một cái số lượng học sinh rất là nhiều, lên đến 38.762 học sinh khi mà Puerto Rico bị tàn phá bởi bão Maria vào năm ngoái và vẫn đang trong cái quá trình hồi phục. Được biết hiện nay có hơn phân nửa số trường đang mở cửa thì những cái trường này lại chỉ có khoảng 60% học sinh mà thôi. Và khi năm học mới bắt đầu vào cái tháng 8 này thì toàn bộ Puerto Rico sẽ chỉ còn có 828 trường mở cửa trở lại. Và với ngân sách, một phần cũng được dùng cho việc sửa chữa những cái nơi bị hư hại. Được biết là trước khi mà bão Maria tấn công vào Puerto Rico vào tháng 9 năm ngoái thì cũng đã có một cái lượng lớn người Puerto Rico di cư sang mainland của Hoa Kỳ. Một phần là do nơi này bị khủng hoảng kinh tế. Được biết là tính đến năm 2016 đã có hơn 2 triệu người Puerto Rico đang sống ở mainland mà họ không có ý định quay trở về Puerto Rico. Mà bởi vì cũng là công dân của Hoa Kỳ cho nên là người Puerto Rico có thể đi từ bang này đến bang khác mà không cần visa hay là bất cứ loại giấy tờ nào khác. Dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải cho thấy là từ tháng 9 đến tháng 11 năm ngoái có thêm 179.000 người đã chuyển đến mainland. Và các chuyên gia họ nhận định là nếu như cái việc xây dựng lại hòn đảo cũng như là nền kinh tế không phục hồi nhanh thì đến năm 2040 dân số của Puerto Rico sẽ xuống dưới 2 triệu người thưa quý vị. Mặc dù là cố gắng muốn tiến gần với Tổng thống Putin của Nga, thế nhưng áp lực hiện nay bởi vì các cố vấn an ninh quốc gia và kể cả chiến lược gia của Hoa Kỳ kêu gọi Tổng thống Trump không nên để rơi đồng minh của mình Anh, Pháp, Đức và khối NATO và nêu lên cái mối nguy hiểm của Nga hiện nay đang cố gắng. Thứ nhất đó là gây ảnh hưởng đến Syria, từng chiếm Crimea, đồng minh với Iran và nhiều vấn đề khác để gây lũng đoạn và khó khăn cho đồng minh của Hoa Kỳ. Và từ xưa tới giờ đó, Vladimir Putin không có mặn mòi gì với châu Âu cả. Và với những cái vấn đề này đó, ông Trump mặc dù trong tháng 3 vừa rồi gọi điện thoại để chúc mừng ông Putin vừa đắc cử và thậm chí còn mời ông Putin đến tòa Bạch Ốc để tham dự một hội nghị thượng đỉnh để bàn về vấn đề Syria vân vân. Thế nhưng sau đó đã xảy ra hàng loạt những cái biến cố, chẳng hạn như là ông Sergei Skripal đã bị đầu độc ở tại Nga và sau đó là những việc mà phía Nga thử nghiệm hỏa tiễn có khả năng mang đầu đạn, rồi những cái lời tuyên bố của Putin xem là có thể tiêu diệt được tất cả những kẻ thù. Những diễn biến đó đã dẫn đến vào chiều tối ngày hôm qua, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đã tuyên bố là ngay hôm nay họ sẽ ra danh sách những tên tài phiệt, những nhà lập pháp và các công ty của Nga sẽ tiếp tục nằm trong các lệnh cấm vận. Và đây là lệnh cấm vận mới hơn nữa. Trước đó, Hoa Kỳ đã từng đưa ra lệnh cấm vận sau khi ông Robert Mueller trong các cuộc điều tra và đã dẫn đến việc tìm kiếm những cái tên tin tặc và những công ty Internet từng hỗ trợ cho những vấn đề tin tặc gây biến động đến nền cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Sau đó thì dẫn đến việc mà ông Trump tuyên bố trục xuất 60 nhà ngoại giao của Nga, đóng cửa tòa lãnh sự ở Seattle. Và ngày hôm nay, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đưa ra lệnh cấm vận. Và trong số này, có cả con rể của Putin nữa, một người mà họ nghĩ rằng là
đứng đằng sau nhiều vụ tấn công tin tặc hoặc là những vấn đề chủ chốt liên quan đến gây hại đến Hoa Kỳ. Và đây là con rể của ông Trump, Kirill Shamalov. Ngoài ra, các nhân vật tài phiệt khác bên cạnh ông Putin, chẳng hạn như là chúng ta nhìn thấy Deripaska, rồi có Viktor Vesselberg, và đây là Bogdanov. Toàn những là những tỷ phú không thôi quý vị. Tỷ phú nhôm, tỷ phú dầu hỏa, và thậm chí có cả Kerimon. Kerimon này là gia đình sở hữu mỏ vàng của Nga. Không những thế, 12 công ty, 17 giới chức cao cấp của Nga nằm trong lệnh cấm vận mới nhất Bộ Ngân khố Hoa Kỳ vừa đưa ra sáng ngày hôm nay. Và chưa biết bên phía Putin sẽ có những cái hành động gì. Điều khó ở đây đó là từ thời ông Obama cho đến giờ phút này, thưa quý vị, quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ rất là rạn nứt dữ dội đó. Và cũng đã từ thời ông Obama đã có những cái lệnh cấm vận đối với Nga. Và từ đó đến nay đó là Nga vẫn tiếp tục nằm trong cái lệnh cấm vận. Cho dù Tổng thống Trump từ lúc tranh cử đã tuyên bố là nếu có mối quan hệ nồng thắm trở lại với Nga thì chẳng có gì là sai trái. Ngay cả mới đây trong các cuộc vận động, chẳng hạn như ông đến Ohio, ông cũng nhắc đến nước Nga. Thế nhưng mặc dù là muốn, nhưng mà đằng sau lưng Tổng thống Trump đó, họ nói rằng không thể được. Bởi vì chúng ta phải nhắm tới cái tương lai, và cho đến giờ phút này Nga vẫn chống đối khối NATO, thưa quý vị. Như bản tin chiều hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị, ông Tổng Thư ký của khối NATO Stoltenberg đó, vẫn tuyên bố cái vấn đề đối đầu giữa khối NATO và Nga vẫn còn hiện hữu cho đến khi nào giải quyết đến cái tình trạng Crimea, Syria. Bởi vì phía NATO vẫn thấy Nga vẫn ủng hộ ông Tổng thống của Syria nữa. Và bên cạnh đó, giữa Nga và Iran vẫn có mối quan hệ với nhau. Và Do Thái rất thù ghét. Và ngay cả Ả Rập ngày hôm nay cũng tuyên bố là họ không có ưa gì Iran. Iran lại là một đồng minh của Nga. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó vào hôm thứ Tư thì có một người đàn ông gốc Trung Quốc đã vừa bị chính phủ Hoa Kỳ kết án 10 năm tù vì cái tội là đánh cắp một cái giống lúa biến đổi gen mà một công ty của Hoa Kỳ đã phát minh được. Thì hồ sơ từ Bộ Tư pháp cho biết là ông này có tên là Wei Quangzhang, 51 tuổi, người ở bên trái đây thưa quý vị. Ông này từng là một nhà khoa học của Trung Quốc nhưng mà cư ngụ hợp pháp tại tiểu bang Kansas trong suốt nhiều năm nay. Thì ông Giang này làm việc với vai trò là một chuyên gia gây giống cho công ty có cái tên là Ventria Bioscience. Công ty này chuyên tạo ra lúa biến đổi gen. Và mặc dù là công ty có những cái phòng nghiên cứu được giữ an ninh rất là nghiêm ngặt cũng như là giới hạn việc ra vào, nhưng mà ông Quang này vẫn ăn cắp được hàng trăm hạt lúa giống. Thì vào năm 2013, Hải quan của Hoa Kỳ đã phát hiện ra cái số hạt giống này trong hành lý của một nhà nghiên cứu người Trung Quốc sang Hoa Kỳ thăm ông Quang. Và đây là cái người bạn của ông Quang, người bên phải đây thưa quý vị. Và khi bị Hải quan Hoa Kỳ chặn lại, người này đang định quay trở về Trung Quốc. Vào tháng 2 vừa qua thì ông Quang bị cáo buộc 3 tội, đó là tham nhũng để ăn cắp bí mật thương mại, âm mưu và vận chuyển tài sản bị ăn cắp. Thì cái vụ này của ông Quang được đem ra xét xử đúng vào cái thời điểm mà Tổng thống Trump đang áp đặt thuế lên Trung Quốc vì cái hành vi cướp đoạt tài sản trí tuệ của những công ty Hoa Kỳ. Và được biết trước đó, Giám đốc cơ quan FBI ông Christopher Wray, ông cũng từng lên tiếng cảnh báo về cái việc là hiện nay có rất nhiều các nghiên cứu sinh, sinh viên, các khoa học gia từ Trung Quốc đang đổ vào các cơ quan cũng như là các trường đại học của Hoa Kỳ nhằm khai thác cái môi trường nghiên cứu của Hoa Kỳ. Và nhân cơ hội Thảo Yên nói về Trung Quốc thì chúng tôi cũng có một cái bản tin liên quan đến một thanh niên người Trung Quốc vừa bị bắt và đang trên đường bị trục xuất về lại Trung Quốc. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết.